Hello, xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị các bạn đã trở lại kênh Full Game Mobile. Lời nói đầu tiên em xin chúc tất cả mọi người có nhiều sức khỏe, nhiều thành công và vạn sự như ý. Hôm nay chúng ta lại tiếp tục đọc báo các anh chị các bạn. Đọc báo nha, dạo này em siêng đọc báo lắm. Một ngày em đọc báo từ 7 tờ báo đến 9 tờ báo. Và cái đầu em nó nhảy số liên tục. Nè, thì hôm nay thì chúng ta đọc báo một bài báo này, cũng em cũng không rành đâu, tại vì em cũng không có quan tâm nhiều với vấn đề báo chí. Cái gì đó liên quan đến mình thì mình xem, và cái gì đó không liên quan tới mình thì mình không có xem. Cái bài báo này cũng từ một cái người YouTuber chống đối chị Hằng. Các bạn biết là ai rồi, một nữ YouTuber. Chị này chỉ muốn giám đốc thẩm, hay là muốn những chuyện kiện tụng, mặc dù chỉ từng khóc bảo rằng là tội nghiệp chị Hằng quá, tệ Hằng quá nha, nhưng mà tới thời buổi này thì hình như là chị ta không còn lùi bước được nữa. Ngày hôm nay chúng ta sẽ đọc cái bài báo của hình như là Vietnamnet đấy các chị các bạn, Vietnamnet nói về cái sự việc mà người nổi tiếng vi phạm quy chuẩn ứng xử trên không gian mạng sẽ bị hạn chế xuất hiện. Thì tôi nghĩ rằng đây chỉ mới là cái soạn thảo thôi, còn vấn đề mà cái chị này cho rằng á là cái công văn này là ảnh hưởng đến chị Hằng và cấm vĩnh viễn không cho chị Hằng lên không gian mạng. Sau khi đọc bài báo này xong thì chúng ta có những suy nghĩ như thế nào? Em kính mời quý vị và các bạn sẽ để lại bình luận ở dưới video này. Các bạn nhớ bấm like, subscribe hộ em cả nhà nhé, và các bạn nhớ và qua bên kênh anh Thợ Điện đăng ký tiếp mình các anh chị các bạn. Một chút xíu em sẽ giới thiệu kênh đó trong ít phút nữa thôi. Bây giờ chúng ta chuyển qua bài báo tôi đọc. Đây là bài báo người nổi tiếng vi phạm quy chuẩn ứng xử trên mạng sẽ bị hạn chế xuất hiện. Bài báo này là bài báo Vietnamnet. Hình như là Vietnamnet là cơ quan của thông tin và truyền thông các anh chị các bạn, để em xem coi. Cơ quan chủ quản Bộ Thông tin và Truyền thông ha. Ok, Bộ Thông tin và Truyền thông mới đây có báo cáo kết quả thực hiện một số nghị quyết của Quốc hội liên quan đến lĩnh vực thông tin và truyền thông. Bộ Thông tin và Truyền thông cho biết sự phát triển quá nhanh công nghệ trong các công tác quản lý chưa theo kịp sự phát triển đã khiến không gian mạng, đặc biệt là mạng xã hội, trở thành mảnh đất màu mỡ để các thế lực thù địch, phản động, phần tử cơ hội lợi dụng để tuyên truyền chống phá nhà nước. Chà, cái câu này căng rồi nha, căng lắm đó nha, đặc biệt là với ông luật sư Dỏm là nó căng lắm đó. Trong khi đó, ý thức của người sử dụng còn hạn chế, nhiều người khi tham gia sử dụng mạng xã hội có suy nghĩ mạng xã hội là vô danh nên vô trách nhiệm. Em thì không bao giờ em vô danh nên vô trách nhiệm anh chị các bạn. Em cảm thấy cái gì đó mà nó nguy hại đến xã hội, nguy hại đến an ninh quốc gia là em cảnh giác liền nha. Dưới các nick ảo nặc danh thì có thể phát ngôn thoải mái mà không sợ ai phát hiện, bị cơ quan nào xử lý. Các cá nhân phát ngôn lệch chuẩn trên mạng xã hội bị Sở Thông tin Truyền thông xử phạt. Vừa qua ở đây thì chúng ta đã biết hai nhân vật này quá nổi tiếng rồi ha, nam em và bạn trai của anh ta. Hệ thống văn bản vi phạm pháp luật điều chỉnh hoạt động cung cấp sử dụng mạng mạng thông tin trên mạng, để bóng to lên cho các bạn xem nha. Bộ Thông tin và Truyền thông cho biết nguồn lực cả về nhân lực vẫn phương tiện công cụ của đội ngũ thực hiện nhiệm vụ quản lý hoạt động cung cấp sử dụng thông tin trên không gian mạng còn mỏng về số lượng, chưa đáp ứng yêu cầu trong tình hình phát triển của công nghệ số. Hệ thống kỹ thuật công cụ theo dõi rà quét nhằm phát hiện các thông tin vi phạm pháp luật trên không gian mạng nói chung và trên nền tảng mạng xã hội nói riêng xuyên biên giới chưa được đáp ứng yêu cầu công việc. Mạng xã hội xuyên biên giới. Về phương hướng tới, Bộ Thông tin và Truyền thông sẽ đẩy mạnh tuyên truyền để từng người dân nâng cao nhận thức, không còn lối sống suy nghĩ mạng xã hội là vô danh nên vô trách nhiệm, tăng cường lan tỏa thông tin chính thống, thông tin tích cực, gương người tốt việc tốt, lan tỏa cộng đồng sống tử tế trên không gian mạng, các thông tin khuyến khích thế hệ trẻ giữ gìn truyền thống văn hóa, đạo đức, bảo tồn thuần phong mỹ tục của dân tộc, tăng cường phát hiện xử lý thông tin vi phạm, trong đó triển khai các hệ thống kỹ thuật chủ động rà soát kịp thời các nguồn phát tán thông tin vi phạm. Các đơn vị trong bộ đã đấu tranh yêu cầu các nền tảng xuyên biên giới ngăn chặn gỡ bỏ kênh fanpage group có nội dung nhảm nhí giật gân,
trái với thần thông bí thuật siết chặt quản lý đối với người làm video clip kiếm tiền. Chà, cái này có liên quan đến em ở đó các anh chị các bạn. Bộ Thông tin và Truyền thông cũng phối hợp với Bộ Văn hóa Thông tin và Du lịch triển khai các biện pháp hạn chế xuất hiện hình ảnh, sản phẩm nghệ thuật biểu diễn của người hoạt động trong nghệ thuật biểu diễn trên báo chí, các phương tiện truyền thông, nhất là trên Facebook, YouTube và TikTok. Khi có hành vi vi phạm về pháp luật hoặc vi phạm về quy tắc ứng xử trên không gian mạng, việc xử lý như trên nhằm mục đích để tránh gây ảnh hưởng tiêu cực với giới trẻ, góp phần ngăn chặn việc sản xuất nội dung nhảm nhí, phản cảm. Bộ Thông tin và Truyền thông xây dựng kế hoạch triển khai các chiến dịch nhằm định hướng khuyến khích những người hoạt động trong lĩnh vực văn hóa nghệ thuật là người nổi tiếng trên mạng, người có tầm ảnh hưởng lớn với trẻ hiện nay. Cái này chắc có thể là chị Hằng có thể là liên đới đấy. Mục đích nhằm khuyến khích họ sản xuất, sáng tạo và lan tỏa những yêu thương có giá trị phù hợp với văn hóa, góp phần lấy cái đẹp dẹp cái xấu, biến những nội dung trong sạch thành dòng chủ lưu trên không gian mạng, thúc đẩy sự phát triển lành mạnh cho môi trường mạng. Phạt nghệ sĩ cao ít phát ngôn lệch chuẩn 7,5 triệu đồng nhẹ tựa lông hồng. Dạ, đối với người nhẹ chứ với em nặng lắm à. Đó, đây là bài báo mới nhất của Vietnamnet, cơ quan phát ngôn của Bộ Thông tin và Truyền thông. Em nghĩ người dân cần đóng góp thêm để cái cuộc khảo sát này nó sẽ hay hơn, tốt hơn, đặc biệt là đối với những cái người đã từng bị tội. Còn cái việc này nó có ảnh hưởng với chàng không? Xin mời quý vị và các bạn tham gia bàn luận hoặc tranh luận. Đó, thì từ cái câu chuyện mà cô Chi Hằng cho đến câu chuyện của những người nghệ sĩ phát ngôn lệch chuẩn của Nam Em và một số người khác ha, thì em nghĩ rằng chúng ta phải nghiêm túc về thực hiện cái phần chỉ đạo này trong thời gian tới. Chẳng hạn như một số người ở trong quá khứ đã sai lầm mà bây giờ họ sửa sai, nhưng mà họ vẫn lên không gian mạng để mà họ làm YouTube chẳng hạn, như ông được sư giỏm này nè, thì cái điều đó có chế tài ổng được hay là không? Còn cái sức ảnh hưởng này với chị Hằng, tôi nghĩ rằng càng tốt. Chị Hằng có giận em chịu cho chị nha. Em các khán giả của em nhắn tin lo lắng mất ăn mất ngủ vì chị hoài à. Do đó nếu mà không cho chị Hằng lên trên mạng nữa thì thôi. Và trong cái ngày 20 tháng 10 2024, chị Hằng cũng đã báo với mọi người rồi, chị Hằng sẽ không mà lên trên mạng nữa. Và có lâu lâu có khán giả mà hỏi cái gì đó chị Hằng thì chị Hằng cà khịa chơi thôi. Và cái người phát tán video clip đó không phải là chị Hằng mà là những người YouTuber. Do đó chúng ta hãy thận trọng, nếu muốn chị Hằng xuất hiện trên không gian mạng nữa thì chúng ta đặt những câu hỏi thật là tế nhị để đừng có dạng mà dẫn dắt dư luận là được. Chẳng hạn chúng ta phát biểu như thế này nè: chị Hằng ơi, chị Hằng cho làm từ thiện mới vừa được tự do mà tới 25 tỷ, chị Hằng có cảm thấy tiếc nuối hay là không? Chị Hằng có thấy tiếc tiền hay là không? 25 tỷ là một con số rất là đáng kể trong cái tình hình mà kinh tế khó khăn như vậy. Và tương lai nghe nói chị mở gần quỹ hằng hữu mà trái tim hằng hữu với số tiền là 401 tỷ thì chị có tiếp tục không? Đó, chúng ta hỏi những câu hỏi mà nó mang tính nhân văn như vậy, một người từ thiện như vậy thì để chị Hằng trả lời, đúng không? Và từ cái chỗ đó mà người ta cảm thấy rằng là những việc làm tốt như vậy nên biểu dương, nên kích lệ. Chứ còn chúng ta hỏi những cái câu chuyện mà gây cái sự kích động không gian mạng, chẳng hạn như những người chửi chị á, giống như ông Ngoại Duy Hùng này nè, sắp tới á, chị nghĩ như thế nào cũng hỏi cũng được, phải không? Chị có làm cuộc chiến pháp lý hay là không? Đó, vân vân và vân vân. Rồi cái nào chúng ta thấy đưa lên không gian mạng mà nó để cho người ta tiếp thu được ha, mà người ta có thể là thay đổi được thì chúng ta đưa lên. Còn những cái vấn đề nào mà nó bất cập mà nó gây cái sự ảnh hưởng thêm nghiêm trọng thì có thể chúng ta đưa lên một cách ít thôi và hạn chế mọi người, bảo rằng cái việc này làm này á, thì để cho chúng ta suy nghĩ xem chúng ta có vướng vào cái vấn đề này không. Còn không thì thôi, còn vướng vào thì chúng ta hãy sửa chữa ha. Chúng ta có rất là nhiều cách để mà cho chị Hằng tiếp cận với thông tin trên mạng. Tất nhiên là chị Hằng đã phát biểu rồi thì không ai bụng miệng được chị Hằng đâu. Đó, đụng là chạm, thích là nhích nè. Mới đây thôi tôi nghe nói chị Hằng đụng chạm gì tới hoa hậu miền Tây gì đó tùm lum hết trơn các chị các bạn, hoa hậu đeo vàng gì đó. Thì để theo cộng các bạn thì em sẽ làm một video clip ha, một video clip sẽ phát trong ngày hôm nay, có thể là trực tiếp. Đẹp thì ngày hôm nay các bạn nhớ đón xem. Các bạn nào không xem được trực tiếp thì xem gián tiếp giúp em. Cảm ơn mọi người. Sức khỏe bây giờ em cũng không ổn định, đúng ra bữa nay rất mệt.
bị giờ dầm mưa, sáng giờ nó mưa quá trời mưa các anh chị các bạn, chắc do ảnh hưởng của bão quá, ở miền Trung quá, nó mưa quá trời mưa và rất là mệt mỏi khi mà đi ở ngoài mưa ngoài nắng như các anh chị các bạn. Đó thì cái thông tin bộ truyền thông này nè rất là hay, cái vấn đề này rất là hay, tôi cũng ủng hộ, đặc biệt là thêm cái phần mở rộng nữa là những cái người nước ngoài họ đã từng vi phạm pháp luật thì có chế tài họ hay là không, giống như trường hợp của ông Hoàng Duy Hùng này rất là quan ngại nha, dù dù là những cái lời của ông nói vẫn chưa có trở thành hiện thực hay là vẫn chưa có ha, chưa có ý nghĩa gì mà nó gây nguy hiểm, nhưng thật là đáng quan ngại. Anh ta khoe rằng ở trong cái quá khứ anh ta là nghị viên, anh ta đứng đầu một cái đảng nào đó, đúng ra những quá khứ đó là những quá khứ sai lầm, không nên nhắc đi nhắc lại để mà thách thức dư luận. Tôi nghe tôi cũng 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 cảm thấy là hời hợt các bạn, mình sai mà mình khoe là cái gì, có ai mà đi khoe lịch sử ăn cướp ăn bóc lên trên mạng xã hội không, như vậy là hành động của ông này lên trên mạng khiêu khích cộng đồng mạng đúng không, để chia sẻ khối đội đoàn kết đúng không, mà trong khi mình đang là cái người mà đang hàn gắn theo cái nghị định 36 nha, định 36 và 42 gì đó, mình làm cái việc mà để hàn gắn mọi người, hàn gắn những người Việt kiều về nước cho họ thấy sự phồn vinh của Việt Nam và Việt Nam là một nước hạnh phúc trên thế giới này nhá, rồi mình hướng họ về về cái cầu an cư lạc nghiệp rồi cùng nhau xây dựng đất nước đó mới đúng. Từ cái câu chuyện ngay từ đầu mình xuất phát mình làm đúng, tại sao bây giờ mình lại dính vào cái drama của thầy Minh Tuệ và chị Hằng, rồi mình lại có những cái cao có phát biểu đến nỗi mà chủ tịch hội nhà báo tỉnh Lâm Đồng cũng nói rằng là anh quá nóng tính, anh phải kiềm chế tính nóng tính. Ông cũng bảo rằng là tôi bảo lưu quan điểm đó, tôi gọi người khác là lưu manh đó được không, thì các bạn thấy là những cái hình ảnh như vậy đó, những cái lời phát biểu như vậy đó, có đáng xấu hổ hay là không, có đáng bị chỉnh sửa hay là không. Rất là nhiều bạn bè của ông ta khuyên ông ta nói tính tôi là như vậy, ừ tính tôi như vậy thì sắp tới thì sẽ hạn chế ông luôn đó, hạn chế luôn cả người nước ngoài luôn, chơi chơi nước ngoài phạm tội luôn, chứ không phải là để mà tác oai tác quái lên trong trang mạng mà thách thức cộng đồng mạng như vậy. Người ta lên trên mạng người ta muốn tìm hiểu một cái thông tin về sự hàn cách hàn gắn đất nước, sự mà cái sự đoàn kết dân tộc, khối độ đoàn kết dân tộc để mà chúng ta vươn tầm thế giới, để cho những cái người mà có những tư tưởng lệch lạc sống lưu vong ở nước ngoài cảm thấy Việt Nam có sự thay đổi và Việt Nam luôn luôn có sự lắng nghe góp ý của bà con kiều bào ở nước ngoài để xây dựng đất nước, và Việt Nam luôn luôn mở cửa chào đón những cái người muốn hồi hương về về Việt Nam để sinh sống và phát triển đất nước. Tại sao chúng ta không suy nghĩ theo hướng tích cực như vậy mà chúng ta lại đưa ra một cái thuyết âm mưu, rồi từ cái thuyết âm mưu đó chúng ta nói này nói nọ người ta phá qua, đụng chạm với doanh nghiệp, đụng chạm với cá nhân, như vậy chúng ta là người có sức ảnh hưởng trên mạng xã hội mà chúng ta làm như vậy thì có khác nào những YouTuber giống chúng tôi đâu. Do đó trong thời gian qua tôi chỉ coi anh này á, là một cái người YouTuber câu view câu like thôi, trên mà câu view câu like á, chúng tôi đã khuyên rồi, đã có lực an ninh mạng không có được làm điều đó. Bây giờ ông này ổng có phải là người Việt Nam và mang quốc tịch Việt Nam, ổng làm điều đó được hay là không? Do đó tôi nghĩ rằng Bộ Thông tin và Truyền thông cũng nên lắng nghe ý kiến của một số những cái người mà trong cuộc. Em thì em không dám nói vì ai hết, em không dám nói, em góp ý như vậy thôi và làm cho không gian mạng trong sạch, cái không gian mạng nó trong sạch. Còn với chị Hằng các bạn đừng lo, làm như vậy tốt luôn cho chị Hằng đó, tôi ủng hộ cái quan điểm này. Nếu mà xếp chị Hằng vào cái người có tầm ảnh hưởng trên không gian mạng thì xếp chị Hằng vào đây, tôi rất là thích cái đề xuất như thế này, để mà các YouTuber cũng không có hại chị Hằng, nó hỏi những câu hỏi lắt léo quá chị Hằng nóng giận cái rồi chị Hằng nói, mà khi các bạn biết rồi chị Hằng nói thì nói ngay thẳng cho lắm, không có phải nịnh bợ ai hết các gì các bạn. Tầm như chị Hằng mà nợ mình nợ ai, chỉ có chúng ta nịnh bợ chị Hằng thôi chứ ai mà chị Hằng được cần nịnh bợ ai các gì các bạn. Do đó tôi nói trong thời gian tới nên thêm nhiều ý kiến nữa về cái việc mà chế tài luôn cả những cái người nước ngoài đang sinh sống và làm việc ở Việt Nam để cho cái không gian mạng trong sạch. Và đặc biệt trong bài báo này có nhấn mạnh rất là nhiều lần, đừng để cái đoạn xấu lợi dụng vào mạng xã hội để chống phá đảng và nhà nước. Cái vấn đề này tôi rất là quan ngại các chị các bạn nha, rất là quan ngại, tôi cũng thường xuyên nhắc nhở chị các bạn không lợi dụng vào hình ảnh của chị Hằng cũng như hình ảnh của thầy Minh Tuệ để mà công kích lẫn nhau nha, cái đám phản động đó.
Nó nói tóm lại là nó sẽ dùng cái cuộc cách mạng trắng để mà nó chia rẽ khối độ đoàn kết. Nó đứng bên đây, nó sẽ công kích bên kia, rồi nó qua bên dây bên kia, đứng bên kia công kích bên đây, rồi cuối cùng ha, chúng ta là cái người bị thiệt nhất. Không có gì các bạn hãy giữ bình tĩnh, không có lợi dụng vào tôi idol này idol kia, mà phải phản biện, ít nhất không phải bằng biện như mình, để cho không gian mạng trong sạch. Tôi có đầy đủ bằng chứng và chứng cứ thì tôi mới lên nói, tôi đầy đủ hình ảnh ghi âm này đó tôi mới lên nói, chứ không phải tôi lên nói mà giống như khơi khơi nói chuyện không có một cái dẫn chứng nào cả. À, giống như cái trường hợp mà ông khơi khơi ông kết tội cội cái bà, mà cái bà gặp chị Hằng bảo là người Việt Tân đó, ông dám khẳng định là bà đó không phải, lấy cái lý do nào không phải, cái sự điều tra nào, cái tài liệu nào. Còn ông bảo rằng bằng cái kinh nghiệm của ông á ha, bằng kinh nghiệm của ông, nhưng cái kinh nghiệm đó là ông đã ngừng vào năm 2020 khi ông trở về Việt Nam rồi, hay là sau khi ông trở về Việt Nam rồi ông vẫn còn tiếp tục với những cái đảng phái. Trời ơi, bây giờ lên trên mạng bảo rằng á, tôi không sợ quá khứ của tôi, quá khứ của tôi thế này thế kia thế nọ. Ủa, quá khứ của ông là quá khứ sai lầm, mà ông đi nhắc cái sai lầm nó lên không gian mạng vì ông coi thường khán giả quá rồi. À, do đó thì em mong muốn rằng sắp tới Bộ Thông tin và Truyền thông triển khai cái vấn đề này, những cái người ca sĩ nổi tiếng mà phát ngôn lệch chuẩn, hay là những cái người mà có sức ảnh hưởng trên mạng xã hội, chẳng hạn như Hoàng Như Hùng này nè, phải cấm mà cấm khẩu tuyệt đối. Chứ nó lên nó nói chuyện tầm bậy tầm bạ nữa, nếu muốn góp phần xây dựng đất nước quê hương Việt Nam thì hãy viết những bài báo thật là hay để chống lại cái tụi phản động, dùng những lời lẽ đanh thép của mình trước kia ha, để mà phản biện lại tụi nó, để cho tụi nó biết rằng là tụi nó đang làm một việc vô ích, mà việc làm của tụi nó sẽ hại người dân đó, cái đó mới hay đó. Chứ không phải ngày nào cũng lên trên mạng 5-7 video clip, 9-10 video clip, rồi cái lôi chị Hằng vào cái cuộc này, lôi thì Thúy Tệ vào trong này, rồi nói để câu view câu like, thì hình những cái vấn đề đó nó rất là xấu xí. Và tôi nghĩ rằng một ngày nào đó nó trệt đường răng một cái là vi phạm pháp luật. Cái diện vi phạm pháp luật là sớm hay là muộn thôi, còn cái việc mà gây hoang mang dư luận, gây mất khối độ đoàn kết mà trong ngay từ đầu mình muốn xây dựng nó là điều đó hết sức tai hại. Do đó em cũng mong muốn rằng Bộ Thông tin và Truyền thông cũng nên lưu ý với những cái người thành phần như thế này, những cái người mà đang dùng mạng xã hội lên trên không gian mạng mà lúc trước có những cái suy nghĩ lệch lạc đó, bây giờ mà họ không viết báo nữa ha, mà họ dùng cái tiếng nói của họ lên không gian mạng mà tiếng nói này chưa được kiểm chứng thì thật là tai hại. Nhiều người bảo rằng á, là chị Hằng thế này chị Hằng thế kia, còn cái ông này thì các bạn không nói, chúng nói là nói chung với mấy công bằng, chứ chị Hằng mà không lên mạng nữa tại tôi còn mừng, tôi ngủ còn ngon nữa. Chỉ sợ chị Hằng á, là một người chính trực, thấy cái chuyện sai bất bình thì Hằng nói luôn, mà chị Hằng không có nghĩ rằng những lời nói mình phải được kiểm chứng, nên do đó khán giả rất là lo thôi, cái gì các bạn rất là lo, hổng ngày rất là lo cái sự việc mà cái công dân của cục an an ninh nội bộ á, thấy cái gì bạn, cục an ninh nội bộ tỉnh Bình Dương á, các bạn cũng lo. Nhưng mà tôi nói các bạn lỡ rồi lo cái gì nữa, cơ quan chức năng mời thì Hằng lên làm việc thôi, chứ cái chuyện đó qua rồi thì chúng ta cũng phải dùng những cái lời lẽ để mà an ủi chị Hằng thôi, theo và rút kinh nghiệm lần sau thôi. Mà các bạn đừng lo, phía sau lưng chị Hằng ha, còn một số cái người hiểu biết về luật nữa. Do đó thì tôi rất là tán đồng với cái sự việc Bộ Thông tin và Truyền thông ha, ra một cái hướng dẫn nào đó mà để xử lý những cái người nổi tiếng lệch chuẩn ha, để mà khán giả người ta không hiểu lầm, và cái đám phản động nó không lợi dụng một cái này để tấn công vào đảng và dân chúng ta rất hay. Các bạn nghĩ như thế nào về cái trường hợp ông Hoàng Duy Hùng này, ổng lên trên không gian mạng mà ổng phát biểu lung tung như vậy mà làm cái khối bộ đoàn kết mất mất lòng tin nên người dân về về cái đường lối chính sách của đảng và nhà nước, thì tôi theo bản thân tôi thì tôi cho rằng là cái điều này rất đáng quan ngại. Còn các bạn cho rằng như thế nào, xin vui lòng để lại bình luận dưới bên này. Một lần nữa xin cảm ơn, tạm chào cả nhà, bye bye, nhớ bấm like subscribe màu em cả nhà nhé, cảm ơn.